kỳ quá à. Chú biết tại sao mẹ phạt chú không? Trả lời coi, tại sao mẹ phạt? Con chơi hổn vậy mẹ không thương nha không? Lật mặt vô, phanh tay lại. Phanh tay lại. Lì hả? Bên hai tay vô đàng hoàng. Con hổ với bà, bởi vì mẹ không phạt con đó. Biết lỗi chưa? Bây giờ quay ra nói chuyện với mẹ nè. Con biết lỗi chưa? Biết lỗi rồi phải không? Biết lỗi gì? Dạ. Con làm sao? Xin lỗi mẹ đi, phanh tay lại xin lỗi mẹ đi. Xin lỗi thôi. Nhanh lên. Thank you.